lịch sử ghi chép thì những người tuy người ta khù khờ ngốc nghếch, nhưng người ta là giảng sanh, lại ngồi ra đi đứng giảng sanh ra đi, nhá như Dương Đầu Ngốc, lòng tin trong sạch. Vì sao gọi là lòng tin trong sạch quý vị? Họ không biết gì nữa nhỉ? Biết niệm Phật không? Nó gọi là trong sạch. Còn mình tin mà mình biết nhiều quá nên nó không có sạch. Lòng tin trong sạch nên giảng sanh thù thắng, như câu chuyện Dương Đầu Ngốc quý vị công nhận không? Người ngốc đến mức mà tiền không biết xài, đi ngốc cỡ nào chứ. Vậy đó mà ông thầy ông đem về ông dạy cho niệm Phật, sau này giảng sanh vậy mà người ta đứng người ta đi. Nên Trần Đức nói lòng tin đó là trong sạch đó. Rồi bà già bán khổ, coi lại cái câu chuyện đó, phải cuộc đời của mình nó nhiều câu chuyện giống bà già đó không? Khổ vì con quá, than van khổ sở, bà không biết Phật pháp, bà than chứ. Nhưng thầy không kêu bà, thôi bà bán khổ đi. Giờ bán bằng cách nào? Nhớ Phật, niệm Phật là bán khổ. Thì bắt đầu là ta nghe xong, ta chăng thật, ta niệm Phật. Từ đó sao người ta cứ niệm Phật, ta làm việc gì ta cũng niệm Phật. Thế thì thấy những cái câu chuyện giảng sanh đa phần na ná giống hệt nhau, thấy không? Thì cuối cùng người ta cũng là biết ngày giờ ta giảng sanh. Rồi cái ông Lò Rèn cũng vậy, Iran không biết gì chứ, chỉ dạy một lần là làm niệm Phật luôn vậy đó. Thế cái căn tính người ta kinh khủng không? Lòng tin trong sạch đó. Rồi gần đây nhất là Hòa Thượng Hải Hiền, niệm có Phật hiệu 92 năm không biết chữ. Mà đã là không biết chữ thì Ngài đâu có biết cái này kia nhiều. Trong sạch, trong sạch đến mức mà niệm 92 năm không chán. Còn mình niệm 2-3 năm là mình chán. Nên mình mới gọi là lòng tin tạp loạn. Nên mình mới 2-3 năm mình chán. Người ta niệm 92 năm mà cuộc đời người ta sống luôn luôn vui, ta cứ niệm Phật thôi. Tại vì cuộc sống con người sống là vui, mà vui để niệm Phật, chừng nào Phật đến rước thì người ta đi. Nên người ta niệm câu Phật hiệu niệm 92 năm. Còn mình thì mình niệm Phật mà khi mình khổ quá mình nói Phật Phật, sao Phật không rước con sớm sớm đi Phật, Phật để con cái cõi đời này chi mà con khổ dữ vậy Phật, Phật rước con đi đại đi. Vậy mà khi mình vui nó thôi từ từ Phật rước. Thấy không? Khổ quá thì mong kêu Phật rước về cực lạc đi, đỡ hết khổ. Nhưng mà khi sướng rồi thì nói Phật từ từ hết rước. Làm được việc này việc kia nói để Phật để con ở lâu lâu để con làm cho nhiều việc. Còn khi làm không được việc gì thì lúc đó chán nản mà nói Phật rước con đi đại đi. Vì thấy cái lòng tin của mình nó có vấn đề không? Người ta thì chỉ có niệm có Phật hiệu chờ Phật rước. Còn lúc người ta còn sống một cuộc đời thì người ta làm nhiệt tình hết mình. Những việc gì người ta làm được thì người ta làm hết mình với cái cuộc đời này. Thì vui buồn gì người ta cũng niệm Phật, người ta tu bình thường. Người ta không có chất chứa trong lòng người ta nặng. Ông nghĩ mình là trượng phu, mình trượng phu ở thế gian còn yếu lắm, hiểu không? Kẹt quá không có chỗ thôi, mình cũng kiếm chỗ nào mình chen tới chen lui, mình thôi kệ có lặn đi thôi, mình kiếm chỗ nào để mình nghe cho nó có hưng khởi tâm mình chút. Tại vì từng mới lỡ được có một lần, từ khi là kẹt quá không có chỗ thôi, chứ ngoài ra cố gắng
Tại dù cỡ nào mình cũng là phàm phu quý vị. Tại vì ông bị dễ dao động là ông thấy mấy bà này mới xin chỗ, ông bực bội quá, ông nói thôi tôi lên kia tôi ngồi, mấy bà này làm quá đáng quá. Kệ mấy bà, bà quá đáng kệ bà, mình kiếm chỗ nào mình ngồi chứ. Nói bà cũng nghe pháp, tôi cũng nghe pháp, tôi cũng phàm phu, bà cũng phàm phu. Bây giờ mà tôi lỡ có gì tôi tự chịu, chứ bà đâu có giúp được tôi đâu mà bà xin. Thấy không? Thấy chưa? Không đơn giản thì nó dễ bị kích động lắm á. Nên thôi chúng ta an định cái tâm mình, duy trì mình để mình tu cho được, cho tốt. Tại vì cuộc đời không ai cứu mình bằng mình cứu mình. Thấy không? Thôi tôi chọn cái chỗ để tôi cho nó chắc. Nhưng mà mình đừng có chọn cái chỗ cho mình mà mình bày tùm lum tùm la, có ngày người ta không thích mình. Mình chọn chỗ cho mình đi, mình có quyền mình chọn chỗ cho mình cho tốt. Còn ai thì có khả năng thì tự chọn, vậy thì nó được. Thấy không? Cái đó là cái phải suy nghĩ cho kỹ, để bản thân mình nó cũng khỏe quý vị, nó cũng gọn, một mình dễ đi hơn. Trời ơi, lôi tùm lum la chi có chuyện. Thôi quý vị coi, cái lòng tin của người ta nó vững chắc. Ta niệm có Phật hiệu là người ta gặp sự cố gì người ta cũng niệm. Như Hòa Thượng Hán Hiền quý vị thấy không? Quý vị coi lịch sử của Ngài đi, Ngài gặp bao nhiêu chướng nạn chưa? Chướng nạn lớn chứ. Đến nỗi mà chùa chiền mà tượng Phật còn bị đập, mà bắt người xuất gia đi hoàng tục, quý vị nghĩ cái kiếp nạn nó lớn cỡ nào chưa? Chúng ta có gặp kiếp nạn gì chúng ta cũng chưa đến nỗi bị gì đâu. Ngài mà tới nỗi tượng Phật người ta còn đập chùa, nó bắt tăng phải đi hết, đi hoàng tục hết mà. Bắt Ngài vào đội sản xuất đi làm với người dân bình thường, rồi bắt phải ăn mặn hết, không cho ăn chay trường. Vì nghĩ đi nó khó cỡ nào chứ chợ. Vậy mà người ta vẫn niệm Phật, rồi xong khi bình yên người ta trở về núi, người ta tiếp tục người ta tu. Cái lòng tin người ta nó mạnh mẽ thấy ghê. Gặp mình thì kiểu đó chắc là mình đi cưới vợ luôn á. Không? Thấy đúng là mình dởm quá trời dởm luôn. Thấy không? Nên mình phải biết mình là ai chứ trời, để mình gầy dựng. Nó nên thí dụ như nhà Đức nói với quý vị nghe nè. Quý vị ở nhà quý vị tuy là nghe pháp cũng được, nhưng mà quý vị nghe không có bằng ở trong chùa mà nghe gì đâu. Giỡn đâu. Đang nghe vậy đó, con cháu nó kêu réo này kia, không lẽ mình nói tao đang nghe pháp. Mà nói tao đang nghe pháp mà mình không đứng lên là tâm mình nó đã bị đứt đoạn rồi. Đang nghe nó đứt đoạn quý vị ơi. Giống như giờ quý vị đang chạy xe tốc độ vừa cao mà nó kêu về thắng lại. Thắng lại bị gô đai, bị chạy lại, nó nói chứ. Cái mà để mà tiến lên đến cái mức độ nãy nó có thời gian. Còn cái này ta nói có hai mấy phút mà. Mà mình mới nghe 10 phút đang vô nó chặn ngang mình đứt đoạn cái. Rồi mình nghe vô 10 phút kia nó khó vô. Mình thấy rõ ràng còn ở đây cỡ nào cũng ngồi chứ giờ. Người ta đang ngồi nghe gì, không lẽ mình đứng lên mình đi đâu lạng quạng. Đứng lên bậy bà kia bà xích lại cái xong luôn. Nhờ vậy đó mà cái tuần này nè, chủ nhật nè, mỗi tuần chủ nhật là nó nặng căng lắm. Tuần chủ nhật nó nghe một buổi chủ nhật thôi mà nó bằng cả tuần lễ mình nghe bình thường đó. Cái lực đại chúng quý vị hưng khởi. Nên những Đức nói có những người mình tưởng đâu làm mình được rồi, mình ở nhà mình tu thời gian lạc luôn đó. Nhờ đi đến đây người nói này người nói kia nói nọ giết nó hưng khởi mình, chứ nó thấy có tập thể. Nó giống như người ta đi đánh giặc, nó nói đoàn quân chứ ai nói một người. Đoàn quân. Còn trong nhà Phật thì nó tăng đoàn. Một người sao nói tăng đoàn được chàng. Nên hội chúng. Hội chúng thì là đông, chứ hội chúng lại có thằng bà ngồi đó leo que. Không lẽ bây giờ nhà Đức lên chia sẻ Phật Pháp, có thằng bà ngồi nó Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi xin mời chư tăng ni Phật tử ngồi xuống. Có thằng bà ngồi xuống mà tăng ni Phật tử gì. Thôi lên thì giảng thì nói thôi mời bà ngồi xuống. Một bà một bà nói gì chúng gì đúng không? Đó, thấy không? Cái hội chúng nó quan trọng lắm. Quý vị đã biết những Đức thấy bao nhiêu người tu mười mấy hai chục năm mà do nghĩ mình đã có lực tu mà ở nhà tu mà bức chưa? Nhiều lắm đó, rồi bị cái cảnh chằng lôi kéo luôn đó. Nghỉ tu luôn rồi đó. Trên phố xưa những Đức quen mà cái thời trên Đà Lạt á, nhiều lắm. Toàn là những người tu giỏi, những người bố thí cúng dường dữ dằn không. Vậy mà cuối cùng mà khi mà nghĩ rằng
đông đúc quá, lời chỗ đông quá, rồi nghe một số lời tổ sư dạy không hiểu căn tính mình. Nên nhà Đức đã từng cô động cái câu đó, đọc sách người xưa xem căn tính mình. Nên mình khi mình coi sách người xưa, coi lời giảng tổ sư, coi lời giảng bậc cao tăng, mình phải xem lại mình đâu phải cao tăng, mình đâu phải tổ sư, mà mình là bốc vét. Hiểu không? Chàng ơi, mình là hạt é mà mình muốn mà mình muốn mà nọ mà bì với hư không sao được chàng. Mình phải biết mình là hột é nhỏ bé. Mình biết mình đi rồi bản thân mình sẽ biết nương tựa. Không, mình xem lại mình coi mình là ai. Tổ sư nói là căn tính của người ta, căn tính của cái người nào thờ đó đó, hoặc là cái nơi địa điểm nó không có tập trung được người ta, nên các ngài mới nói ra cái điều đó. Nên Phật pháp nó phù hợp cảnh duyên đó, nên mình nghe pháp mình phải hiểu đó. Mình phải gầy dựng hoài, gầy dựng cả đời, gầy dựng tới nào giảng sanh thôi à. Tại vì cuộc sống mà mỗi ngày nó vui gì thì cứ gầy dựng hoài thôi, chứ bây giờ mình gián đoạn làm gì. Nó, từ khi là hết duyên của đời người đó tới người khác, hoặc là mình đã nắm bắt được rồi, cái duyên người đó nó đã dạy kỹ vậy rồi, người sau này nó không phù hợp thì thôi mình duy trì hoài cái duyên người cũ thì nó được. Còn ngoài ra mà nếu mà nó được cái duyên gì thì cứ cùng chung tay nhau nhiệt tình để mà độ sanh. Này là cái quan trọng lắm quý vị à, nghe không? Nó nên tin tịnh độ phải tin cho thuần khiết, lòng tin phải trong sạch, tin vào A Di Đà không có một chút nghi ngờ. Cái này là cái quan trọng dữ lắm. Nó những người xưa giảng sanh cực kỳ đơn giản. Nó như câu chuyện mà của Vương Cư Sĩ, ông Cà Lâm đó, mà ông đi làm thuê làm mướn ngay cái nhà người ta biết niệm Phật. Bởi vì mình đi làm công mà mình làm ngay cái nhà mà biết tu, mình có phước, có phước lắm, thiệt á. Vậy mà ông đi vô nhà đó, chủ dạy ông niệm Phật, vậy mà ông niệm Phật theo, ông niệm quá trời niệm. Quý vị biết ông Cà Lâm quá trời luôn. Vậy mà ông niệm Phật mà có lần ông ngủ mà có người kéo cái lưỡi ông, đau quá trời đau, kéo xong rồi ông la lên một tiếng, sáng mai ông hết Cà Lâm luôn, hết Cà Lâm luôn. Chắc Quan Âm kéo. Quan Âm á, là ngài hỗ trợ Phật A Di Đà để mà cứu giúp chúng sanh giảng sanh. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm á, ngài có cái nguyện cứu khổ cứu nạn, mà ngài cứu là ngài đẩy vào niệm Phật á. Trời ơi, bây giờ những đức đơn giản thôi nè, bây giờ nếu như những đức làm cái vai trò của Quan Âm mà phụ Phật A Di Đà mà tiếp dẫn chúng sanh, chúng sanh về cực lạc nghe, thì những đức cũng khôn chứ. Chứ không lẽ bây giờ quý vị té xuống sông đem bị lên bờ để đó, để quý vị té xuống nữa đi vớt nữa à? Ai mà có công đâu đi làm hoài cho nó mệt. Mình vớt nó lên, mình đẩy nó lại cái chỗ nào để cho nó tu, nó niệm A Di Đà Phật, để Phật A Di Đà rước nó đi để đỡ một đứa. Hiểu không? Chứ không lẽ bây giờ mình để lên bờ để nó nhảy xong nữa đây mình đi cứu hoài. Công đâu mà đi làm hoài cái chuyện này, mà làm vậy nó cũng khổ nữa. Bản thân mình cũng cực mà nó cũng khổ hoài, thà mình dứt một phát một cho nó về cực lạc để chấm dứt khổ đau. Thì cái nghĩa là Quan Âm Bồ Tát á, là ngài hỗ trợ Phật A Di Đà. Nên khi một chúng sanh nào niệm A Di Đà Phật á, là ngài đến ngài giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như tật nguyền hay bệnh đau, hay là bị Cà Lâm, hay người hôi thối, hay là chuyện này chuyện kia ung thư mà tính nguyện niệm Phật, thì thọ mạng người này chưa có hết thì Quan Âm Bồ Tát sẽ đến để giải quyết vấn đề đó. Hỗ trợ là vậy đó. Thì phải nhớ rằng quý vị niệm A Di Đà Phật nên Quan Âm Bồ Tát ngày mới đến đó. Tại vì ngài là người hỗ trợ Phật A Di Đà. Quý vị nghe cái lý này nó phù hợp với ghê, quá đặc biệt luôn, đúng không? Quá phù hợp. Nó mà quý vị niệm A Di Đà Phật, quý vị được rất nhiều sự lợi ích. Là sự lợi ích là Quan Âm phải hộ trì, mà thế chí phải hộ trì. Còn quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát thì bổ nguyện Di Đà là khác. Quan Âm Bồ Tát là cái nguyện cứu khổ cứu nạn vì cá nhân Quan Âm, cá nhân đại thế chí. Còn nếu như quý vị niệm Di Đà là có Quan Âm, có thế chí và có luôn 10 phương chư Phật Bồ Tát hộ trì. Ngồi suy nghĩ coi đúng không? Nên mới có cái câu nói là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đã là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật,
Nếu như quý vị niệm A Di Đà Phật là Phật Bồ Tát của mười phương khắp pháp giới phải hộ trì quý vị. Nhớ nghe. Còn quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có cái chuyện mà mười phương khắp pháp giới chư Phật phải hộ trì. Tại vì cái bổ nguyện Di Đà mới có chỗ này, còn bổ nguyện Quan Âm là ngài phải đến hộ trì. Còn bây giờ nếu quý vị niệm Di Đà thì chắc chắn Quan Âm Thế Chí phải đến hộ trì. Tại hai vị này là tả hữu bên cạnh Phật A Di Đà để kết hợp với ngài cứu độ chúng sanh. Mà các ngài phải đẩy Phật A Di Đà lên. Đúng không? Nghĩa là các ngài phải đưa Phật A Di Đà lên, vì niệm A Di Đà Phật mà bây giờ được hết bệnh, niệm A Di Đà Phật mà tái qua nạn khỏi, niệm A Di Đà Phật mà được như vậy như vậy như vậy. Mà trong không ngờ là Quan Bồ Tát đến giải quyết vấn đề, Đại Thế Chí Bồ Tát đến giải quyết vấn đề. Đại Thế Chí Bồ Tát thì giúp cho quý vị trí tuệ để lòng tin kiên cố. Quan Bồ Tát thì giải quyết vấn đề tai nạn ngặt nghèo cho quý vị, để quý vị tin A Di Đà Phật, để quý vị niệm tiếp tục, để mà cuối cùng thọ mạng đến Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về cực lạc luôn. Nghe không? Nghe chỗ này mới đặc sắc nè ha. Từ đó giờ chưa nghe phải không? À, đó giờ chưa nghe câu này luôn á. Nhận Đức cũng mới nói Nhận Đức nghe luôn á. Thiệt luôn á. Chưa từng bao giờ mình nghĩ ra như vậy luôn á. Mà lên chia sẻ cho quý vị nghe rồi tự nhiên mới nói ra. Đúng là pháp sanh tự nhiên. Nên người tin tịnh độ lòng tin phải cực kỳ trong sạch. Nên đã tin tịnh độ niệm Phật rồi mà chuyện tùm lum phương pháp mà sao gọi là tin. Bây giờ muốn đời này cầu sanh cực lạc, để mà trở thành con đại hiếu, con đại thiện, bậc quân tử, bậc trượng phu hay không? Sanh cực lạc mới đại hiếu, đại thiện, đại từ, đại bi. Nhớ nghe. Còn ở cõi này mà muốn đại hiếu hả? Không có cửa đó đâu. Bạn làm sao bạn làm được đại hiếu? Làm sao bạn làm được đại hiếu? Bạn sẽ bị ấm ức lương tâm bạn vì nghe hiếu mà không làm được. Đúng không? Bao nhiêu văn tự để dạy mình hiếu thảo, bao nhiêu lời nói tốt đẹp để mong mình hiếu thảo, bao nhiêu cái cách làm gửa chân gửa cẳng cha mẹ để kích động tâm để hiếu thảo. Nhưng rồi vì cái cảnh trần trong cuộc đời chao đảo mà bản thân mình không làm được, lương tâm cảm thấy ấm ức và nặng nề đối với những việc đã nghe đã hiểu mà không làm được. Phải không? Đó, phải ấm ức nặng nề lương tâm không? Nên bây giờ niệm A Di Đà Phật, con nói Phật A Di Đà rằng: Phật ơi, trong cái cõi đời này của con làm giới hạn với khả năng của con thôi Phật à. Chứ nếu nói những việc cao xa để đáp đền công ơn nghĩa, công ơn cha mẹ sinh thành và thầy dạy thì con cõi này con làm không tròn vẹn được Phật à. Nên con bây giờ con phải quyết tâm, đời ngắn ngủi này con phải toàn tâm toàn ý con niệm Phật, để con cầu sanh về cực lạc thì con mới làm được cái báo ơn báo hiếu, báo ơn thầy, báo ơn cha mẹ được tròn vẹn Phật à. Không? Trời ơi. Vậy mà niệm Phật mà cuối cùng bỏ pháp môn tịnh độ mà chạy qua cái pháp thế gian, mà trong khi cái pháp thế gian này cũng là lót nền móng đi tu tịnh độ cầu sanh cực lạc, nhưng bạn lót không có dễ. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày mà nói là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Vì cái câu Phật hiệu này sẽ hiếu, cái câu Phật hiệu này sẽ thiện, cái câu Phật hiệu này sẽ phát tâm từ bi. Chính cái câu Phật hiệu này mà Quan Âm giúp cho tâm từ bi phát ra, Thế Chí giúp sanh trí tuệ, Di Đà giúp an định tâm. Đó, cái câu Phật hiệu nè mà bỏ cái gốc chạy theo ngọn là thất bại. Nên trong cái cõi đời này, cái thời mạt pháp, mạt pháp thì không có dùng văn tự để độ sanh được nhiều, mà phải dùng danh hiệu Phật để phát văn tự từ danh hiệu Phật ra. Đúng không? Quý vị nhớ nè, trong cái thời mạt pháp này mà dùng văn tự để mà phát triển danh hiệu Phật thì không làm được. Mà trong thời mạt pháp này mà dùng danh hiệu Phật để phát triển văn tự thì làm được. Nhớ. Tại vì khi quý vị dùng danh hiệu Phật mà phát văn tự thì tức khắc văn tự đó là do Phật gia trì. Phật biết được chúng sanh làm được cái gì cái gì, mà Phật phát triển văn tự cho quý vị nói ra để phù hợp chúng sanh làm được. Cái này quan trọng lắm nè, cực kỳ quan trọng nè. Còn nếu tự quý vị dùng văn tự là ý nghĩ phàm phu để nghĩ ra,
từ ý nghĩ phàm phu mà nó sẽ nói ra những văn tự rất cao siêu để chứng tỏ mình là bậc học giả, người hiểu biết. Cuối cùng nghe thì bùi tai nhưng làm thì không được. Thấy không? Nghe nghe đi rồi suy nghĩ cho kỹ. Có chừng tu cả đời mà thành con khỉ. Khỉ khô á. Cho quý vị biết thành khỉ khô đó. Nó có một cái chú này ông gặp như Đức nói là có một vị tu này bao nhiêu chục năm tiếng tâm lừng lẫy ghê lắm. Nói trong cái giới tu hành là cũng là ghê gớm dữ dằn lắm. Đến bậc cao rồi đó. Mà khi bệnh đau á thì đệ tử không ai ở bên cạnh chăm lo, mà chỉ có mấy cái người mới vô chùa tu hoặc là cư sĩ đến để lo lắng chút đỉnh, rồi phải mời hộ lý phụ trợ chút đó. Mà nghe nói thì niệm Phật dữ dằn cả đời, nhưng mà khi đến gần mới biết là không có niệm Phật, không có niệm, không có niệm Phật. Giống như biết tịnh độ thù thắng, tin tịnh độ mà không niệm Phật cũng như không tin. Đúng không? Nói tịnh độ thù thắng mà không niệm Phật thì cũng như không tin. Đó, cuối cùng thì vị này nhìn đó, rồi lắc đầu. Khi mà lỡ chăm lo thì thấy khó tính quá, cực kỳ khó tính, la gầy chửi mắng làm vất vả quá. Nhưng mà khi hộ lý đến chăm thì không dám, vì mấy đứa hộ lý nó không biết tu, la nó la lại, nó đâu có biết ai là ai, nó la lại nó sực lại, vậy mà biết sợ. Hậu lý đến nó thay tả rồi im re cừ cừ im ru. Nhưng mà mấy đệ tử nhỏ nhỏ lại chăm lo thì gầy la lấy tay quất quýt li lịa. Đó, vậy thấy không? Nên những đức thường nói với vị, dù cho văn tự có lớn lao cỡ nào cũng không bằng cái thực hành chút xíu. Đó, thực hành là cái quan trọng á. Thật sự quý vị là quý vị đến những đức là ngay những đức làm thôi. Thấy những đức làm mà đi theo thôi. Thấy ông thầy ông chịu tu, tội nghiệp ông quá đi tu chung. Chạy theo đi tu chung luôn. Thấy ông tội nghiệp quá. Lễ lọc có khi cũng lu bu, đúng là chuyến này đi không được. Nhưng mà bây giờ không đến thấy kỳ. Đó tới giờ biết mặt quá trời mà. Chuyến lễ này ông thầy cũng nói dữ dằn quá mà không đi thì kỳ quá. Cái lương tâm đó nó cũng ngon lắm quý vị. Giờ vậy mà nó kéo luôn. Kéo luôn á nghe. Giỡn đâu à. Nên á, mình á, nó có một cái đội ngũ. Đội ngũ nó càng quét. Thấy không? Chứ một mình mà đi mà gặp mà gai góc khi nó đâm mình cũng chết. Nhưng mà nhờ đông người, kẻ thì lụm gai góc, người thì bò đi lết đi, nhưng mà cứ đi tới chỗ được nhờ đại chúng. Nên Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Cái đức của đại chúng nó lớn lắm quý vị à. Đức của đại chúng lớn. Nên mỗi một người mình á, khi mình nghe Phật Pháp quý vị, mình phải nghe nó sâu vào trọng tâm. Bởi vì thấy những đức chia sẻ tịnh độ càng ngày càng cạn mà sâu. Cạn mà sâu. Đúng không? Sâu là ngay có bậc hiểu nó mới sâu chứ. Mình nói giọng do là cạn, nói câu bậc hiệu mới sâu. Đó, nên ngay cái câu bậc hiệu này là sâu dữ lắm. Nên phải nắm chắc cái câu bậc hiệu này mà đi cả cuộc đời của mình. Chính bản thân những đức lòng tin đối với tịnh độ những đức nó mạnh lắm. Mạnh dữ lắm. Tại vì sao? Vì mình bỏ câu bậc hiệu mà tu cái môn nào bây giờ mà bỏ tịnh độ được. Nên quý vị nhớ, những người người ta tin tịnh độ, người ta niệm Phật là cuối đời phải thể hiện đi thù thắng. Còn những người mà văn tự nhiều mà tin tịnh độ thì họ thể hiện đi không có thù thắng. Biết vì sao? Phật Bồ Tát có đến cũng phải thể hiện đi không có thù thắng. Tại vì họ biết nhiều văn tự và làm chuyện lớn quá mà họ tu tịnh độ thì họ ra đi không có được thù thắng. Họ thể hiện bệnh đau đi không có thù thắng mà họ cũng giảng sanh, tại họ là Phật Bồ Tát rồi làm gì cũng giảng sanh. Hiểu không? Nhưng mà họ thể hiện đi không có thù thắng. Vì sao biết không? Vì người ta làm sao này làm theo họ không có được.
Hiểu chưa? Nó người ta làm theo họ đâu có được. Bây giờ đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, mấy người làm theo ngài được? Con đường của ngài là mình chịu thua luôn. Nó hồi xưa những đức biết một cái vị này muốn làm giống Hòa Thượng Tịnh Không, dước lên cái gớt liền. Đừng nói làm được, mất công quá đi. Ngài thì ngài đi chỗ này đi chỗ kia, ngài làm đủ chuyện, đi đến trường đại học đồ, thăm trẻ em mồ côi đồ, đi đến đâu giảng pháp đến đó, đi đến đâu làm được đến đó. Mình cũng làm theo mà làm nó kỳ cục lắm, nó có giống ngài. Nên tôi biết cái con đường này đi không có được, nên tôi làm theo cái cách của tôi, là tôi ở chỗ niệm Phật chắc ăn, đúng không? Mà quý vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị cũng sẽ nghe được cái câu này nè. Ngài nói một câu rằng á, tôi đúng ra muốn ở nơi á, mà vì cái duyên của tôi á, ngộ lắm, nó ở một nơi người ta hộ trì thời gian, cái người ta nghỉ hộ trì, tôi phải đi nữa chứ sao bây giờ. Bây giờ quý vị thấy như những đức ngày xưa trên kia cũng muốn đi đâu đâu, mà tới đó thôi tự nhiên đi xuống đây thì phải đi chứ sao bây giờ. Đó thì quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà cái tâm niệm thì lúc nào thì y gan ngày ngày cũng nói một câu, tôi lúc nào cũng muốn ở nơi chứ á, mà do tôi ở nơi đó được thời gian, cái tự nhiên cái nó có chuyện xảy ra, cái tiếp tục tôi phải đi đến nơi khác nữa, nên cuộc đời tôi cứ lang thang hoài, đi chỗ này chỗ kia hoài. Thấy không? Nhưng mà con đường của Hòa Thượng đi khó đi theo lắm. Trời ơi, ngài ngài thể hiện vì thấy chưa? Giảng pháp mà kinh giáo ngài giảng quá trời. Thấy không? Đó, ngài làm việc mà khó làm theo lắm. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta biết con đường đó khó làm, nhưng mà mình phải tán thán con đường đó thôi, chứ làm không làm. Mình phải làm con đường mà mình làm được á, chứ nếu không á, mình nói bây giờ ơn của thầy làm chuyện lớn lao, con cũng phải làm theo để báo ơn cho thầy. Phải đó, tầm bậy quá. Về cực lạc mới báo ơn, cực lạc có báo ơn chàng ơi chàng. Của mình ở cõi này sao mà làm theo được mà báo ơn? Người ta làm được là người ta thể hiện, nhưng mà ta thể hiện gì mà cuối cuộc đời người ta ra đi, quý vị thấy không? Nó không phải theo cái công hạnh của ngài. Cái công hạnh của ngài là ghê lắm, đi là phải là ngồi vì thuyết pháp mà đi, đối với công hạnh của ngài mới xứng đáng. Như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà ngày ngồi ngồi ngày giảng xong ngày chào mọi người ngày đi, chúng ta vẫn nói một câu như thế nào? Hòa Thượng là phải như vậy thôi, không cần nói gì nữa chứ. Chứ công hạnh của ngài là phải vậy đó, đúng không? Nhưng mà tại sao ngài thể hiện ngài đi mà quý vị thấy nó hơi eo hẹp? Tại sao quý vị biết không? Vì con đường đó của ngài làm ít ai làm theo được lắm. Tại sao ngài chỉ Hòa Thượng Hải Hiền? Vì quý vị làm được nên Bồ Tát mới chỉ quý vị. Học Hòa Thượng Hải Hiền, đúng không? Thì bây giờ ở Việt Nam thì có Đức. Đơn giản dễ hiểu, lại chuyên tu nữa, đúng không? Mà tôi đi vô chuyên luôn. Chuyên luôn rồi. Đó. Còn các ngài thì phải các ngài đi một vòng, rồi các ngài mới kêu mình chuyên. Rồi các ngài đi một vòng nữa, rồi các ngài mới kêu mình chuyên. Quý vị nghe Pháp Hòa Thượng đi, bị nghe để ý đi. Nghe để ý biết liền gì đâu. Ngài đi một vòng rồi đi vô câu Bạc Hiệu, đi một vòng rồi mới đi vào câu Bạc Hiệu, thấy không? Còn những đức thì những đức thấy cái căn tính mình bây giờ đi một vòng rồi mình đi ra sông Bạch Đằng luôn, thấy không? Ra biển cả luôn á, chứ mình không có quay về Phật Hiệu đâu. Nó có nhiều người đi vòng mà qua một đời đó, nhiều lắm, đi một vòng mà qua một đời. Một vòng của mình ở cõi đời này nó ngắn ngủi quá mà mình đi vòng, còn thời gian đâu mà mình tiếp nhận Phật Pháp đó. Nên tới đời của người tôi ngồi đây trực chỉ thẳng với vị tu luôn, hiểu không? Trực chỉ thẳng với vị tu luôn, còn gì, khỏi tốn xăng hao dầu đó. Vậy thì cứ vậy mà làm. Nó, mà quý vị coi hiện tại cái người mà chia sẻ tịnh độ hiện tại là quý vị thấy là mình ở đây là còi còi cọc cọc gì là giết, mà quý vị thấy hơi bị dữ dằn rồi đó nghe. Đó, thấy câu Bạc Hiệu chưa? Không đơn giản nghe.
Đừng có nói mà câu Phật hiệu này là con câu đơn giản, nó dành cho đàn bà con nít tầm bậy. Không hiểu đó bà ngu. Không hiểu đó. Câu Phật hiệu này là sự nghiệp lớn lao nhất của Như Lai đấy. Quý vị nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói chưa? Giả sử Như Lai ưng sức thế, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao ngày đến thế gian? Là vì tán thán bổ nguyện Di Đà. Nên khi mà Đức Phật thành Phật là ngài nhìn quán cơ cái trần thế này, là Đức Phật định nhập Niết Bàn luôn. Khi vừa thành Phật mà muốn nhập Niết Bàn, vì sao? Vì biết rằng cái pháp tu đưa ra chúng sanh không có tiếp nhận được. Chúng sanh không có tiếp nhận được cái pháp tu của Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra. À, thì lúc đó mới có những bậc Bồ Tát thị hiện làm người chờ để mà đến dâng hoa cúng cho Phật, để mà thỉnh Phật trụ lại thế gian, để vì chúng sanh mà thương xót chúng sanh. Mà chúng sanh nào biết không? Hiểu chưa? Chúng sanh thờ mạt pháp á, chứ không phải chúng sanh cái thờ chánh pháp tượng pháp đâu. Cái thờ chánh pháp tượng pháp, cái thờ chánh pháp á, là khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngày thành Phật á, là bắt đầu. Quý vị nghe câu gì chưa? Một Phật xuất thế là vạn Phật ủng hộ. Yeah. 1250 vị những bậc A-la-hán là bậc cổ Phật đến để mà cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni độ sanh đấy. Hiểu chưa? Để mà để lại kinh giáo cho chúng sanh thờ mạt pháp, là tịnh độ pháp môn này nè, trong thờ mạt pháp nè đó. Nên ngài biết rằng những cái pháp trong thờ chánh pháp này kia chúng sanh bình thường không có tiếp nhận được, đâu có tiếp nhận được. Bây giờ chúng sanh mà làm sao mà bây giờ có những cái bộ kinh như kinh Hoa Nghiêm mà ngài giảng trong định, ai vô định, ai vô định để nghe được kinh Hoa Nghiêm đó. Phải là bậc đại Bồ Tát mới vô trong định mà nghe, bậc đại sĩ mới vô định mà nghe kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy không, phàm phu sao mà tiếp nhận nổi. Nhiều bộ kinh như Bát Nhã đồ này kia, giảng một bộ Bát Nhã 600 bộ mà nhiều như vậy mà quý vị coi, chỉ có một người đắc được cái quả trong Bát Nhã thôi. Quý vị thấy dễ không? Cực kỳ khó, mà toàn là bậc Bồ Tát Phật đồ thị hiển không. Còn bây giờ phàm phu chúng ta sao tiếp nhận cái pháp của Phật đây? Bởi vì cái pháp môn tịnh độ này là độ chúng sanh thờ mạt pháp. Đúng không? Nên mình mỗi người mình phải biết là cái tâm từ bi của Phật là để cái pháp môn tịnh độ này cho chúng sanh chúng ta thờ mạt pháp này nè. Nên cái thờ mạt pháp này, ai mà hoằng truyền tịnh độ mà dạy người ta niệm Phật là nó rất phù hợp với cái tâm của Phật. Tại vì cái tâm của Phật là dạy chúng sanh niệm Phật trong cái thờ mạt pháp, mà lấy câu Phật hiệu này để trì giới, lấy câu Phật hiệu này để phát triển đạo đức làm người. Bây giờ nói đơn giản thì tôi không nói tôi cao xa gì. Từ một con người hư hỏng, tại sao? Thí dụ như mình nói cái câu vui vui, tại sao Phật Bồ Tát lại chọn người hư hỏng chi vậy? Sao không chọn cái người đặc biệt hơn? Tại làm cái vai trò này chắc chắn phải có duyên gì thù thắng, chứ tự nhiên đi làm vai trò này hết trời. Mà tại sao đi chọn cái người bả trợn tàu lao bất xế không có học chi vậy? Tại vì chọn người không có học hư hỏng để cho chúng sanh cái thời cuộc này ít học mà hư hỏng á, nó mới nhìn đó mà nó leo lên con đường này được, hiểu không? Mình ngồi nói chơi chơi vậy đó, nói vui vui chơi vậy đúng không? Đây ngồi nói chơi nghe, nó không có ý gì khác. Nên từ nơi đó nếu mà chọn một cái vị tiến sĩ thì người ta nói tại ông tiến sĩ nên ông mới tu tịnh độ, ông niệm Phật, rồi ông giảng pháp ầm ầm như vậy. Tôi là người bình thường sao mà tôi bước lên được nổi con đường tiến sĩ. Nó nên Phật Bồ Tát mới nhìn coi cái thằng nào. Hiểu chưa? Nó thấy cái thằng nó khổ từ nhỏ, hư hỏng gian nan đủ chuyện, thấy không? Nó khổ te tua tả tơ, thấy cái thằng này nó được nè, thằng này nè, thằng này mà cho nó không bước đường là thằng này nó leo lên nè. Mà thằng này đó cái là gan, nó mà bám cái gì là bám chắc, tại vì nó không có cơ hội được bám. Đời nó như người ta thì người ta bám được nhiều thứ,
ta được nhiều cơ hội quá, còn nó không có cơ hội. Không ai cho nó được cái cơ hội đặc biệt trong cuộc đời chứ. Nó từ nhỏ mà từ miếng ăn ngon nó còn chưa được hưởng, từ cái sự vui hạnh phúc trong gia đình cũng không có. Từ cuộc đời lăn lóc bước lên để mà sống, tay làm hàm nhai. Nên chỉ cần ai cho nó một cơ hội là nó sẽ rất cảm ơn người đó. Nó tìm cơ hội cho người ta cho nó cơ hội á. Nên Phật Bồ Tát biết cái tên này mà cho nó cơ hội là nó bước lên nè. Thấy không? Đó, Phật Bồ Tát nhìn đi quý vị ơi. Giỡn đâu nghe. Không? Rồi bắt đầu là cho mình cơ hội gặp tịnh độ. Không? Mình gặp tịnh độ rồi, lúc đó mình nói vậy là con đường này là con đường mình bước lên. Để ngước mặt nhìn đời đây. Thì lúc đó mình mới tu tịnh độ, quý vị thấy không? Bám chắc ghê chưa? Trong một thời những đức 300 người cùng đi tu chung một thời đó, mà bây giờ những đức nhìn tới nhìn lui có ai đâu. Là tại vì người ta buông, vì người ta nghĩ người ta có học vị, người ta có điều kiện, có khả năng, người ta đẹp nữa, có được. Nên người ta nghĩ người ta buông đầu này nó có đầu kia liền. Còn tôi cứ nghĩ tôi dốt, tôi nghĩ tôi không bằng người ta. Nên tôi bám chắc câu Phật hiệu, tôi nắm vào áo Phật A Di Đà, tôi không buông. Hiểu không? Tôi có ngày hôm nay. Bị nghe vậy đi để bị tăng tính tâm niệm Phật. Cứ nắm giặt áo Phật A Di Đà gị. À, gị giặt áo. Nói vậy là Phật A Di Đà ngài không có trách mình đâu. Thí dụ như bây giờ bị quý thương như Đức mà bị nắm giặt áo như Đức bị gị kéo theo. Con đi theo ngài, con đi theo ngài, không lẽ mình chửi người ta. Không thấy mình tội nghiệp người ta chứ. Hiểu không? Đó. Thì mình nắm giặt áo Phật A Di Đà cho chắc. Ngài nói con buông ra. Nó dạ con có buông. Vì sao? Vì kế con là biển nghiệp sanh tử, yêu ma quỷ quái bao dây. Con chỉ cần buông giặt áo ngài ra là nó lụm con liền. Không nói giọt giòi chứ. Hiểu không? Nắm chắc câu Phật hiệu là nắm giặt áo ngài đó nghe. Ngài có bỏ vị đâu. Nhớ lòng tin niệm Phật trong sạch thì giảng sanh thù thắng. Nhớ, cảnh giới nào cũng giảng sanh thù thắng hết, chỉ cần lòng tin niệm Phật trong sạch thì giảng sanh đều thù thắng nghe. Giờ chúng ta nè, người còn sống, người đã mất, cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, hương linh thai nhi và cô hồn vất vơ vất vưởng về đây tu. Bây giờ bữa nay bắt đầu nghe pháp xong rồi, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện để mỗi người đều phát nguyện buông xuống hận thù để niệm Phật sanh cực lạc nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Nên mỗi người chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Hay gì đâu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.